Nha, một con rồi. Quýnh qua xem. Rồi, để em nghe xem. Khoan đã, đừng giết chết nó. Hai Quỳnh không thấy tội nghiệp nó sao? Nó đang khóc kia kìa. Đưa tờ tàu lao, đi ra chỗ khác. Hai Quỳnh bán con thỏ này bao nhiêu? Ta sẽ mua lại. Bán rẻ 10 quan thôi đó. 10 quan, được rồi. Ta chỉ còn nhiêu đây thôi. Thôi cũng được. Cảm ơn Hai Quỳnh. Chúng ta đi thôi. Về thôi. Chân ngươi bị thương rồi, bây giờ nằm yên ở đây. Ta đi hái lá thuốc để băng lại cho ngươi nha. Không sao đâu, vài ngày nữa thôi ngươi sẽ lành mà. Bây giờ phải chạy thật là nhanh, thật là xa vào rừng, nếu không bọn họ lại bắt ngươi nữa đó. Đi đi. Hy vọng là ngươi sẽ không bị bắt lại. Nhớ nha, chạy thật sâu vào rừng nha. Ăn xin nè. Dạ. Nhắm có đi một mình về nhà được không đó? Dạ được mà. Hay đêm nay cháu ở lại đây đi, rồi mai hả về. Đệ thúc à, nhà cũng không xa lắm, cháu sẽ về đến đúng giờ tức. Sáng mai cháu có việc sớm cho nên bây giờ phải về đến nhà. Không phải là chuyện xa hay gần, mà vì đường về nhà cháu á sẽ băng ngang một cánh rừng cũng khá là âm u. Và với những lời đồn thiếu dệt rồi có hang đường, ta thấy chẳng an tâm. Trời đất, tưởng chuyện gì. Chứ chuyện đó thì đại thúc cứ yên tâm. Cháu đại thúc lớn rồi chứ đâu phải còn nhỏ nữa đâu. Cháu cũng đã lấy được bằng tú tài, với lại cháu cũng biết vài ba đường võ thuật để phòng thân. Còn chuyện hoang đường đó nếu có xảy ra thì càng hay, con không ngại gì đâu. Thật ra thiên hạ họ đồn đại toàn là những chuyện mơ hồ chứ không phải là cướp bóc. Thôi được, nếu con có lòng tin như vậy thì mau lên đường cho sớm đi, kẻo nắng tắt rồi. Dạ, xin chào đại thúc. Đại thúc cứ yên tâm nha. Con đi cẩn thận nha. Dạ. Sao kỳ vậy nè? Mình nhớ là định hướng đi thẳng mà. Sao mình cứ đi rồi cứ vòng vòng nơi này, cũng là cái gốc cây này. Làm sao biết đường về nhà đây? Đằng xa xa có làng khói trắng, chắc nơi đó có người ở. Hay là mình tới đó hỏi xem đường nào về nhà mới được. Chàng trai, xin hãy dừng chân. Hả? Lão bá. Chàng trai. Sao lão bá lại xuất hiện đột ngột như thế này? Khiến chàng trai sợ ta. Dạ không có, tiểu tử đang lạc đường,
bỗng nhiên gặp bạn Đường cho nên mừng rỡ vậy mà. Nói vậy lão bá cũng bị lạc trong khu rừng này hả? Không, ta là người ở đây. Người ở đây? Nói vậy chắc là lão bá đang ở chỗ làng khói trắng kia phải không? Tiểu tử tính đi đến nơi đó để hỏi đường về nhà nè. Đừng chàng trai à, đừng đến nơi đó, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Sao vậy? Thôi. Sao lại nguy hiểm đến tính mạng? Chàng trai đừng có tìm hiểu. Ta nói vậy hay vậy đi. Trước mắt á là bảo vệ tính mạng trước, nghe chưa? Đi theo ta nha. Tiểu tử đang bị lạc đường, muốn tìm đường về nhà. Không biết là lão bá sẽ dẫn tiểu tử đi đâu. Bây giờ thì cũng đã trễ rồi, không thể nào ra khỏi khu rừng này được. Bây giờ ta tính như vậy, để bảo đảm an toàn tính mạng cho chàng trai, theo ta đi. Chứ nếu đi quanh quẩn cái nơi đây á, có thể không sống được đến ngày mai đâu. Đi. Nhưng mà đi đâu mới được chứ? Đi về nhà của ta. Về nhà của lão bá? Ừ. Sao vậy? Ngại gì vậy? Dạ tiểu tử đâu có ngại. Tiểu tử là nam tử hán mà. Tiểu tử chỉ nghĩ cho lão bá. Lão bá mới vừa gặp tiểu tử, sao có thể dẫn tiểu tử về nhà tá túc được chứ? Không đâu. Ta với cậu là quen thân được cái kìa. À, không có xa lạ gì đâu. Nhưng mà thôi, chuyện này dài lắm, hạ hồi phân giải. Còn ở khu rừng này á, là khu rừng thiên nước độc, ma quỷ triêu ngươi, ở đây không có tốt. Cứ theo ta về nhà của ta đi nghe. Xin la tạ sự quan tâm của lão bá. Nè, nhà ta là nhà tranh nhách lá thôi, nhưng mà cũng có thể đãi cậu được một bữa cơm với lại cái nơi nghỉ ngơi. Cậu cứ việc theo ta nha. Dạ xin đa tạ. Dạ cho tiểu tử xin phép về tá túc nhà của lão bá. Vậy thì hay quá. Đi, đi theo ta. Đi. Dạ. Bà ơi, bà ơi. Ơi, tôi đây. Chào đại nương. Bà với con chuẩn bị cơm nước rồi cái chỗ nghỉ ngơi để đãi khách nha. Cháu bị lạc đường, cũng may gặp được đại thúc, cho về đây tá túc một đêm, sáng mai cháu sẽ lên đường sớm. Cậu đây là... Quen chứ không có lạ đâu. Người đó đó. À, người đó. Hoa Lan à, con tranh thủ vô nấu cơm để mình đãi khách đi con. Cô nương đây là... con gái của tôi, Nguyễn Hoa Lan. Hai vợ chồng tôi chỉ có một mụn con thôi. Dạ. Thôi, con tranh thủ vô nấu cơm đãi khách đi con. Cậu một chút cũng vô cất tay nãy rồi ăn cơm nha. Dạ. Xin phép. Hình như là đại nương không khỏe trong người thì phải. Nhà tôi bị cái tai nạn ở chân, cho nên bị dị tật vậy mà. Vậy là bị dị xương. Chắc là do không chữa đến nơi đến chốn, cho nên mới lâu lành như vậy. Kỳ đó trúng tên, ngay cái đầu gối mà bị cái chân như vậy, cũng may không đến nỗi nào. Trúng tên? Sao lớn tuổi rồi mà lại còn gặp quả? Thì lớn tuổi chạy không kịp cho nên mới gặp quả. Thôi mà thôi, chuyện gia đình ta không cần cậu quan tâm đâu. Thôi đừng nhắc tới, bỏ qua đi nha. Đại thúc à, nhà của cháu có người làm thầy thuốc, chuyên bó xương nè, trật khớp. Hay là ngày mai cháu sẽ dẫn người đó đến đây để chữa cho đại nương nha. Thôi được rồi, cũng cảm ơn cậu. Nhưng mà thôi, đừng có nhắc tới nữa.
Với lại nhà ta thì cũng không có người lạ ghé đâu. Quý cậu lắm mới mời cậu đến đây đó. Thôi, còn chuyện đó thì đừng có nghĩ tới nữa nha. Nếu vậy để cháu đem thuốc vào đây cũng được. Thôi, bây giờ vào trong ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm. Dạ. Này có sao không? Ta xin lỗi. Mình cậu ngồi đi. Dạ. Mời đại thúc. Mời đại nương. Tại sao đi giờ này cũng chưa về nữa? Ông à, tôi lo quá. Mấy người cùng để đám giỗ đã về từ chiều rồi, mà con mình vẫn chưa về nữa. An sinh con trai của mình, từ trước đến nay đi đâu làm gì đều báo cho mình biết. Hơn nữa, nó là đứa không phải thích rong chơi, mà lo làm gì. Bởi vậy tôi mới lo. Con mình á, tánh tình chân thật, dễ tin người. Nó là con trai mà lại biết một chút võ nghệ nữa. Nếu như lỡ có một chút va chạm á thì cũng để nó trưởng thành thêm thôi. Ông cũng biết á, con mình nó nhẹ dạ cả tin lắm. Nhiều khi á nó gặp con gà, con chó bị thương nó cũng mũi lòng nữa. Gặp người tốt thì không sao, nhưng rủi gặp người xấu thì với lại lúc về phải đi ngang cái khu rừng đó, cho nên tôi sợ. Bà nói rừng nào? Thì tôi nghe người ta đồn là cái khu rừng đó có ma. Trời ơi, sao tôi ăn nói bậy bạ vậy? Không được, không được, không được. Để tôi kêu gia nhân đi kiếm thằng con mình nha. Mùi hương thơm ngào ngà. Mùi hương thơm này của một loại hoa rất lạ. Đang quanh quẩn đâu đây? Xin lỗi tiểu thư. Tiểu sinh đã làm cho tiểu thư giật mình. Không sao. Muội là chủ, huynh là khách. Sao khách lại phải nhận lỗi chứ? Quả thật, tiểu thư thật là khéo nói. Muội là cô gái quê mùa, huynh đừng có một tiểu thư, hai tiểu thư, muội nghe không có quen. Hoa Lan, cái tên thật đẹp như nàng, thật xinh đẹp. Hoa Nhường nguyệt thẹn như nàng, thì khối tiểu thư đài cát thua xa. Huynh có nói quá không? Muội không dám so bì với ai hết. Ta không phải là kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng khi gặp nàng, lòng ta đã thấy sao xuyến. Cứ như là chúng ta đã gặp nhau ở kiếp nào vậy? Dạ huynh, lời nói ấy có thật không? Ta tin vào số phận. Dường như số phận đã sắp xếp cuộc gặp gỡ lần này. Huynh không nghĩ số phận này quá nghiệt ngã với mình hay sao?
muội chỉ mong rằng sáng mai khi huynh rời khỏi nơi này, hãy xóa đi hình bóng của muội như là chúng ta chưa từng gặp nhau vậy. Không, ta không muốn như vậy. Ta mong rằng Lão Bá. Cha, con thật là quá đáng. Con dám cãi lời cha. Cha, con không dám. Lão Bá, thư sinh mặt trắng dám ngỏ lời ông bướm với cô gái của ta. Xin lão Bá cho tiểu sinh được phân giải đôi lời. Tiểu sinh không hề có ý định xúc phạm đến lệnh ái. Chẳng qua là... Cha, cha đừng có trách mắng An Sinh. Người ấy không làm gì sai trái với con hết. Thì mặc dầu là như vậy, nhưng đêm hôm thanh vắng như vậy, một nam một nữ, biết chuyện gì sẽ xảy ra? Thưa lão Bá, mặc dù tiểu sinh mới gặp Hoa Muội, nhưng tiểu sinh thật lòng quý mến Hoa Muội, muốn xin phép lão Bá cho tiểu sinh được cầu thân. Ngày mai khi về tới nhà, tiểu sinh sẽ thưa chuyện với song thân và mong sớm được kết tình duyên hai họ. Ngươi nghĩ sao nó hồ đồ như vậy chứ? Biết gia đình ta như thế nào mà nói vậy? Tiểu sinh tin là mình không nhìn lầm người. Xin lão Bá hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của tiểu sinh. Hoa Muội, hãy đợi ta, ta sẽ sớm quay lại. Thằng ơi, ta mà biết ngươi như vậy, ta để cho ngươi tan xác ở trong rừng cho rồi. Gia đình tôi tiễn cậu tới đây là được rồi. Cậu ra về chúc cậu bình an. Dạ, xin đa tạ. Ta đi ngang Hoa Muội. Hẹn gặp lại Hoa Muội. Con có biết là cha mẹ lo lắng cho con nhiều lắm không? Tại sao không chịu về nhà mà ngủ ở nhà người lạ chứ? Dạ, như con đã thưa chuyện với cha mẹ, nhà họ hiền lành chất phác và nhân hậu lắm. Họ hay giúp đỡ những người lỡ đường. Đã vậy, nhà họ có một cô con gái xinh đẹp như là tiên giáng trần vậy đó mẹ à. Nghe con nói y như là con đang gặp tiên thật vậy đó. Nhưng mà nè. Dạ. Nhà mà lại ở trong rừng à? Chuyện này cha cũng mới nghe đó nghe. Nhà họ sống rất là thanh đạm, cho nên họ đã chọn một nơi yên tĩnh, sơn thủy hữu tình. Cái đó rất là hợp với ý con. Nhất là hoa lan, nàng tuyệt đẹp, còn nhu mì tinh khiết, giống như loài hoa lan quý trong khu rừng sâu vậy đó mẹ à. Tuy là con mới gặp nàng có một lần thôi, nhưng mà con đã thấy sao xuyến rồi đó. Từ trước đến giờ á, cha chưa bao giờ nghe con nhắc tới bất cứ một khuê nữ nào. Sao bữa nay lại lạ thật đó. Đáng lẽ ông phải mừng cho con chứ. Nghe con khen hoa lan như vậy á, mẹ cũng muốn đến đó coi mắt. Mẹ đã hiểu lòng con rồi đó. Con xin đa tạ mẹ. Mà nè, tất cả mọi chuyện á là bà thu xếp đó nghe. Xem coi người ta muốn cái gì. Dạ, mẹ sẽ cho người đến nhà hoa lan đánh tiếng. Dạ. Vậy con chỉ đường cho gia nhân nha. Dạ, con biết rồi mẹ. Con sẽ chỉ rõ ràng hướng vào nhà nàng. Nhà nàng cũng dễ tìm lắm. À, sẵn ngày mai á, con sẽ đem thuốc cho mẹ của nàng luôn. Rồi con sẽ nói có người nhà mình đến hỏi.
Nhà nàng đâu rồi? Ta nhớ là chỗ này mà. Không biết mình có đi lạc không ta? Huynh. Qua muội. Qua muội, mừng quá. Ta gặp được nàng rồi. Chàng quay lại đây làm gì vậy? Ta chỉ muốn đem thuốc cho bá mẫu thôi. Nhưng mà ta tìm nhà nàng hoài không được. Lạ thiệt. À, nhà ngay đây rồi, còn tìm gì nữa? À, đúng rồi, ta thấy nhà của qua muội rồi. Vậy mà ta tìm hoài không thấy. À, chắc là do trời nắng quá cho nên làm cho ta qua mắt đó mà. À, nhưng mà cha của muội đã dặn huynh là đừng bao giờ quay lại đây, tại sao huynh lại không nghe? May á là muội có dịp phải đi ra ngoài nên gặp huynh ở đây, chứ không là có chuyện phiền phức rồi. Phiền gì chứ, ta chỉ muốn đem thuốc cho bá mẫu thôi. Với lại qua muội à, ta muốn gặp nàng. Nàng có biết là xa nàng một ngày, ta nhớ nàng muốn phát điên lên không? Thôi được rồi, thuốc này á muội xin nhận thay cho mẹ mình. Còn bây giờ huynh hãy nghe lời muội, hãy đi ra khỏi nơi này. Muội sẽ chỉ lối cho huynh đi. Kìa, qua muội, bộ nàng không muốn gặp ta sao? Không phải là như vậy. Ta chưa nói hết. Ngày mai ta sẽ cho người nhà của ta qua gặp và thưa chuyện với nhà của nàng. Lúc đó chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận gặp nhau. Không được đâu mà. Bây giờ huynh phải đi thẳng lối này, lối duy nhất để ra khỏi khu rừng này, và đi thẳng một mạch không được quay đầu nhìn lại nghe chưa. Tạm biệt huynh. Qua muội, nhất định ngày mai ta sẽ cho người nhà của ta đem sính lễ qua thưa chuyện với song thân của nàng. Hãy đợi ta. Mệt quá mèo ơi. Sao kỳ vậy ta? Đi vòng 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 vòng, cuối cùng cũng vòng về trong khu rừng này là sao? Có thấy căn nhà nào đâu trời. Mà tao nghĩ cũng lạ, sáng giờ đi mà không thấy bóng người nào hết. Có khi nào cậu nhớ lộn rồi chỉ sai đường mình không mày? Mày có nhớ không? Hồi sáng ở ngoài bìa rừng mình gặp mấy anh tiểu phu đó. Mấy anh nói là đừng bao giờ vô trong khu rừng này. Khu rừng này không có nhà của ai hết á. Nói chi là có nhà của họ Nguyễn nào. Ê, thôi chết. Có khi nào cậu mình bị ma đưa lối quỷ dẫn đường không mày? Mày khùng. Cậu mình có bị ngu khờ gì đâu mà ma đưa lối quỷ dẫn đường. Nói nghe nè. Mà tự nhiên mày nói cái vụ ma quỷ, tao thấy tao ớn ảnh mày. Thôi không mấy giờ dậy đi, tranh thủ trời còn sáng á. Tao với mày kiếm đường đi ra, kể ba cái vụ này đi. Ớn quá. Tao nghĩ cũng đúng á. Bây giờ vậy hăng, tao đếm từ 1 tới 3, tao với mày quay đầu là bỏ chạy nha. 1 2. Ê, đợi tao. Thật là vô lý. Làm sao không có nhà nàng được chứ? Ta nhớ rất kỹ, nhà nàng nằm ở cuối đường hướng tây của khu rừng, làm sao mà không có được? Dạ, mong cậu bớt giận. Tụi con cũng nghe theo đúng lời cậu, cứ đi tới đi lui trong khu rừng đó mà cũng chẳng thấy cái gì hết. Không lẽ ngôi nhà đã biến mất? Mà nè, con xem lại coi có bị nhầm không? Dạ thưa cha, làm sao mà con nhầm được chứ? Con đã ngủ một đêm ở nhà đó, được ăn uống no say và được trò chuyện với gia đình họ nữa mà. Cậu ơi, có khi nào cậu nằm mơ không? Mơ cái gì mà mơ? Tầm bậy. Mơ cái gì mà mơ? Con xin phép cha mẹ, con sẽ đích thân dẫn hai người này để vào đó tìm nhà nàng. Nhà nàng không thể nào biến mất mà không để lại dấu vết gì cả. Hai người dạ. Nhớ theo hầu công tử. Dạ. Dạ. Cậu, đợi con cậu. Qua Lan, muội đang ở đâu? Qua Lan. Qua Lan ơi, muội đang ở đâu?
cẩn thận cậu ơi, cẩn thận. Cậu ơi. Quá Lan ơi, Quá Lan. Trời ơi, mệt quá cậu ơi. Quá Lan. Kiệt té cậu ơi. Đang đang ơi đâu? Cậu. Hoa Lan. Sao rồi? Thưa đại phu. Con tôi sao rồi? Tâm bệnh này tự mắc rồi tự khỏi, không có thuốc nào chữa được. Trời ơi, đại phu đã là người thứ năm nói con mình như vậy rồi. Làm sao đi ông? Nhưng thưa đại phu, tại sao lại gọi là tâm bệnh? Trong khi gia đình của tôi đang rất là bình an mà. Ông bà không nghe cậu ấy mê sản nói gì sao? Đúng rồi, tôi cứ nghe con trai mình á, hay gọi tên một cô gái nào đó, mà tôi nghe không rõ, hình như là qua gì đó. Nếu thương con, xin ông bà hãy đáp ứng nguyện vọng của cậu ấy, xin cáo từ. Dạ, cảm ơn đại phu. Hoa Lan. Đang ở đâu? Hoa Lan. Trời đất ơi, mẹ biết tìm Hoa Lan ở đâu cho con bây giờ? Hoa Lan. Nàng đang ở đâu? Hoa Lan ơi, nàng đang ở đâu vậy Hoa Lan? Có phải nàng không hả Hoa Lan? Không, không phải là mơ. Đúng là nàng rồi. Hoa Lan ơi, đúng là Hoa Lan của ta rồi. Chàng ôm thiếp cứng như vậy, thiếp nghẹt thở đó. Không, ta không buông nàng ra đâu. Nàng lại bỏ ta đi nữa sao? Ta không buông nàng ra đâu. Thiếp sẽ không đi đâu hết. Nàng hứa với ta là nàng sẽ không bỏ ta nữa nha. Chàng thấy trong người sao rồi? Ta khỏe rồi, ta không sao cả. Gặp được nàng ta vui lắm, ta rất là vui. Hoa Lan có biết không? Chàng giữ ý giùm thiếp. Tự ý lẻn vào phòng riêng của chàng là đã quá liều lĩnh rồi. Chẳng qua không kìm lòng được khi mà cứ nghe chàng mê sảng gọi tên. Hoa Lan nè, nếu vậy ta cũng sẽ không ngần ngại nói cho nàng biết.
Nàng cho ta sống thì ta sống, nàng bỏ đi ta sẽ chết. Cái con người si tình này chẳng biết sợ trời sợ đất gì hết. Muội cũng chịu thua huynh luôn rồi đó. À, chẳng hay ai đưa nàng vào đây? À, cha mẹ ta đã gặp được nàng chưa? Thiếp thân phận là nữ nhi, chẳng qua lo lắng cho bệnh tình của chàng nên mới vượt vòng lễ giáo mà lén vào đây. Bên ngoài không ai hay biết cả, nhưng mà nếu để bị ai đó phát hiện, e rằng tới tai cha thiếp thì khó bề mà yên thân. Thật là cực thân cho nàng. Ta đúng là kẻ vô dụng. Ta vào rừng tìm nhà nàng, muốn kết tình thông gia, nhưng mà ta tìm hoài, tìm mãi không thấy nhà nàng đâu. Không được, không được. Kể từ ngày hôm nay chàng không được bước vào khu rừng đó nữa. Tại sao chứ? Nguy hiểm. Nói chung là không có lường trước được điều gì hết. Chàng lại không thông thạo đường đi, rất là dễ gặp tai ương. Nhưng nếu ta nhớ nàng, ta biết gặp nàng nơi đâu. Thiếp sẽ tới đây thăm chàng là được rồi. Nè, bà đi đâu vậy? À, tôi qua phòng con coi nó ngủ ngon chưa. Ừ, nhưng mà đi nhẹ nhẹ thôi, đừng để tụi nó thức giấc, tội nghiệp nó. Tôi biết rồi. An Sinh ơi. Mẹ nè con. An Sinh ơi, An Sinh. An Sinh nè. Dạ mẹ, con nghe nè mẹ. Con à, con có thấy đỡ chút nào không con? Dạ, con khỏe rồi mẹ. Có thiệt là con khỏe hay không vậy? Con khỏe thiệt mà. Như vậy thì mẹ yên tâm rồi. À, con có khát nước không? Mẹ rót nước cho con nha. Dạ không cần đâu mẹ à, khi nào khát, con sẽ tự đi lấy nước uống. Đã trễ rồi, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi mẹ. Ừ. Có thật là con đã khỏe rồi phải không? Dạ, con khỏe rồi mà. Con buồn ngủ quá. Thôi, mẹ về phòng ngủ trước nha mẹ. Ừ, về ngủ sớm nha con. Hoa Lan, nãy giờ nàng ở đâu? Sợ mẹ mắng nên muội nấp ngay dưới giường nè. Công nhận thân thủ nàng nhanh thiệt, nhanh hơn là những người có võ công luôn. Thật ngại quá, phải giấu giếm nàng như thế này. Chắc là nàng đang buồn ta phải không? Không sao, chúng ta chưa nên duyên nên phận, nên chuyện giữ ý trước mặt mọi người là chuyện bình thường. Trời cũng sắp sáng rồi, thiếp phải đi đây, kẻo lại có người vào phòng. Nàng phải đi bây giờ sao? Đúng vậy. Nhưng mà chàng phải nhớ giữ bí mật thân phận cho thiếp, đừng để ai biết. Ta biết mà, ta sẽ giữ thân phận cho nàng. Nhưng mà nếu như ta nhớ nàng, phải làm sao? Rồi khi nào nàng quay lại thăm ta? Chưa biết nữa. Nhưng có lẽ là vào ban đêm, khoảng canh ba,
muội sẽ lại lẻn vào với chàng. Thật chứ? Con mới hết bệnh, ăn cho nhiều nha con, để cho có sức khỏe. Dạ. Bà làm như là con nó còn nít vậy đó, cứ để cho nó ăn bình thường. Dạ, mẹ yên tâm đi, con thấy trong người khỏe rồi mẹ. Mẹ lấy canh cho con nha. Dạ thôi, con no rồi, con xin phép vào phòng nghỉ ngơi. Con à? Dạ. Trời chưa tối mà con nghỉ sớm vậy. Mẹ à, con đang mong chờ mau tối đó mẹ. Sao kỳ vậy? Ăn đi, ăn đi. Hoa Lan, Hoa Lan, nàng đã đến rồi sao? Bộ nàng không khỏe hay sao mà hôm nay tới trễ vậy? Có chuyện gì sao nàng? Sao hôm nay nàng không được vui vậy? Ngồi xuống đây đi. Có lẽ chúng ta sắp phải xa nhau. Đây sẽ là lần gặp cuối cùng. Nàng đừng nói chơi như vậy, ta không thích đâu. An Sinh à, chúng ta có duyên mà không có phận. Chúng ta không thể cứ ở với nhau như vậy mãi được. Cha của thiếp đã biết chuyện, thiếp hằng đêm lui tới đây để chữa bệnh cho chàng. Nhưng vì thương quý chàng, cho nên cha đã bỏ qua. Nay chàng đã khỏe mạnh, thiếp không còn lý do gì để lui tới đây nữa. Gia đình của thiếp cũng sẽ phải đi xa, có lẽ sẽ không quay trở về đây nữa. Chàng rồi cũng sẽ kết duyên mới, cũng sẽ phải làm tròn trách nhiệm của người con, người chồng và người cha. Không, hãy quên thiếp đi. Không, ta không thể nào quên được Hoa Lan đâu. Đừng nói như vậy mà, ta xin nàng đó. Tại sao nàng không cho ta kết tóc xe tơ với nàng? Nàng phải là của ta. Hoa Lan à, thiếp có nỗi khổ riêng của mình, không thể thổ lộ cùng chàng. Hãy tin rằng thiếp cũng đau khổ không kém gì chàng khi chia xa. Nhưng không còn cách nào khác đâu chàng à, chúng ta phải xa nhau. Đó là số mạng của mỗi người rồi. Số mạng gì mà quái quâm như vậy chứ? An Sinh, thiếp cũng xin thổ lộ cùng chàng. Thiếp đã mang trong mình giọt máu của chàng. Mai này nếu con được ra đời khỏe mạnh và bình an, thiếp sẽ nhờ người trao lại cho chàng, để chàng cưu mang và nuôi dưỡng nó. Không, đó là tâm nguyện lớn nhất đời của thiếp. Hoa Lan à, đừng mà, ta xin nàng đó. Nếu như nàng đã mang diễm phúc này cho ta, thì nàng càng không được rời xa ta, mới đúng đạo lý chứ. Thiếp không cãi lại số mạng được.
Hoa Lan, ta xin nàng mà, nàng đừng rời xa ta mà Hoa Lan. Đây, mẹ này con, mở cửa cho mẹ đi con. Hoa Lan à, mẹ à, con chuẩn bị ngủ, mẹ về phòng nghỉ ngơi nghe mẹ. Hoa Lan. An Sinh à, sao mà nghe con nói chuyện với ai mà rì rào đây vậy? Nàng đâu rồi? Hoa Lan ơi, ta chưa nói hết mà. Con hãy xuất hiện ra đi. Con Lan ơi, ta xin nàng đó, đừng bỏ ta đi mà. Đừng làm mẹ sợ, con đi tìm ai vậy? Hoa Lan ơi, Hoa Lan, nàng xuất hiện ra đi mà, đừng bỏ ta đi mà Hoa Lan. Ta xin nàng đó, đừng bỏ ta mà Hoa Lan ơi, đừng bỏ ta mà. Không lẽ Hoa Lan nói thật sao? Nhà dọn đi hết, không còn dấu tích gì cả. Hoa Lan à, nàng đừng tránh mặt ta mà. Hoa Lan, nàng có nghe ta nói không? Hoa Lan. Hoa Lan, nàng đang ở đâu? Hoa Lan, nàng đang ở đâu? Ở đằng xa kia có làn khói trắng. Ta nhớ có lần cha của Hoa Lan nói ta không được bén mảng đến nơi đó. Tại sao vậy? Tại sao không cho ta bén mảng nơi đó? Trong khu rừng này, ngoài nhà của Hoa Lan ra thì chỉ có nơi đó là có người thôi. Hay là bây giờ ta đến đó hỏi xem coi tung tích của Hoa Lan đang ở đâu. Cho xin hỏi, có ai trong nhà không ạ? Cháu chào bà. Hỏi ai? Bà cho cháu hỏi, bà có biết nhà Hoa Lan ở đâu không? Ta là dì của Hoa Lan nè. Hoa Lan đang ở trong nhà đó. Mời cậu vào. Dạ. Cháu cảm ơn bà. Chàng đã đến rồi sao? Hoa Lan, ta nhớ nàng lắm. Cậu An Sinh ơi, cậu ơi cậu. Mày có nhớ không? Cái cánh rừng này nè, tao với mày đi lạc mấy lần rồi, mày không thấy sợ hả? Mà tao hỏi giờ cậu ở đâu? Mày hỏi nghe hay quá. Giờ tao với mày có ai biết đâu mới bị tìm nè. À. Đi. Đi đi đi. Ê, có ai đang nằm kìa. Hả? Đâu? Để coi. Cậu. Cậu ơi. Cậu ơi. Cậu sao vậy cậu ơi?
chết rồi. Cậu ơi, cậu ơi, cứu mạng cậu tôi, cậu ơi, con đừng có chết mà cậu ơi, cậu ơi. Con ơi là con, tại sao con bỏ cha mẹ đi sớm vậy? Con ơi là con. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại để con trai của ta chết tức tử như vậy? Cậu ơi, cậu đi đâu mà để bị hãm hại vậy hả cậu? Anh xin chàng ơi, anh xin. Lão già, phu nhân. Cô là ai? Tiểu nữ là Hoa Lan, là người có ơn với An Sinh. An Sinh, tại sao cha lại không nghe lời thiếp để cho bị yêu quái hãm hại như vậy? An Sinh, chàng hãy tỉnh lại đi. Xin mọi người hãy nén lòng chờ đợi. Xin cho tiểu nữ một ngày để lo liệu. Đừng khâm liệm huynh ấy. Cô nói sao? Tiểu nữ sẽ đi kêu cầu hồng xin lại mạng sống cho huynh ấy. Có thật là cô có thể cứu con tôi được không cô? Tiểu nữ chỉ biết cố gắng hết sức. Nhưng mà tiểu nữ xin mọi người hãy để yên chàng trong vòng một ngày. Nếu sau một ngày không thấy huynh ấy hồi dương thì hãy khâm liệm. Cô à, có phải cô là Hoa Lan, là người con gái mà con trai ta thường hay nhắc tới phải không? Bây giờ tiểu nữ phải đi ngay mới kịp. Xin mọi người hãy nhớ lời tiểu nữ. Đây là niềm hy vọng cuối cùng để cứu chàng. Xin cáo biệt. Cho dù chỉ là một tia hy vọng thôi, nhưng mình cũng phải bám theo. Khoan khâm liệm đã, cứ chờ một ngày nữa coi sao. Con không thể thấy chết mà không cứu. Con sẽ đi tìm gặp phán quan để xin đổi mạng sống cho chàng. Chàng chỉ vì quá si tình mà rơi vào bẫy con yêu quái đó. Tất cả là lỗi tại con. Con không thể nói như vậy được. Con đừng quên là trong người con đang mang một giọt máu. Gia đình ta mang ơn cứu mạng của chàng trai đó. Thôi nữa, đừng giết chết nó. Hai Quỳnh không thấy tội nghiệp nó sao? Nó đang khóc kia kìa. Đừng sợ tào lao, đi ra chỗ khác. Hai Quỳnh bán con thỏ này bao nhiêu? Ta sẽ mua lại. Bán rẻ 10 quan thôi đó. 10 quan? Được rồi. Ta chỉ còn nhiêu đây thôi. Thôi cũng được. Cảm ơn hai huynh. Chúng ta đi thôi. Dạ. Chứ ngươi bị thương rồi, bây giờ nằm yên ở đây. Ta đi hái lá thuốc để băng lại cho ngươi nha.
sao đâu. Vài ngày nữa thôi ngươi sẽ lành mà. Bây giờ phải chạy thật là nhanh, thật là xa vào rừng. Nếu không bọn họ lại bắt ngươi nữa đó. Đi đi. Hy vọng là ngươi sẽ không bị bắt lại. Nhớ nha, chạy thật sâu vào rừng nha. Rồi, nếu như không có chàng trai đó thì mẹ của con đã mất mạng rồi. Thôi thì cứ để cha đi thế mạng cho. Trời, con trẻ mất hiếu. Ông quyết định vậy thật sao? Còn công phu tu luyện hàng trăm năm của ông, chẳng lẽ... Thôi, quyết định như vậy đi. Hơn nữa, con đang mang trong người giọt máu của chàng trai đó. Đợi đến lúc lâm bồn, rồi con của con cứng cáp, con giao lại cho An Sinh nghe chưa? Con thay cha chăm sóc cho mẹ, nghe không? Bẩm phán quan, tôi xin từ bỏ công phu tu luyện hàng trăm năm để đổi mạng ân nhân Võ An Sinh. Tôi khẩn thiết xin ngài hãy xóa sổ sinh tử để cho chàng trai được sống. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Có đáng để đánh đổi như vậy không? Bẩm phán quan, đó là một chàng trai tốt, đã cứu mạng gia đình tôi, ơn là phải đền, đó là lẽ đương nhiên. Mạng đổi một mạng, khi từ bỏ công phu tu luyện để đổi mạng với An Sinh, có nghĩa là ngươi phải trở thành kiếp thú mà không thể nào hóa thành kiếp con người được nữa. Ngươi có biết không? Bẩm phán quan, tôi đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Xin phán quan nhanh tay để cho chàng trai được sống, trở về dương thế. Được, ta sẽ cho nhà ngươi tội nguyện. Đội ơn phán quan. Ông à, đã gần một ngày rồi tôi cũng không hề chợp mắt, mà sao chưa thấy điều kỳ diệu xảy ra vậy ông? Còn một khắc nữa mình đã tin tưởng rồi thì phải ráng chờ thêm một thời gian. Ông ơi. Cái gì? Cậu tỉnh lại ông ơi. Ông à, con trai mình sống lại rồi ông ơi. Con mình sống lại rồi. Con dạ. Mẹ, con tỉnh lại rồi. Sao con lại ở nơi này? Chẳng phải con đã chết rồi sao? Đúng, nhưng mà con đã sống lại rồi. Qua Lan nói đúng đó ông. Đây là điều kỳ diệu. Mẹ nói sao? Qua Lan có đến nơi này hả mẹ? Đúng, cô Qua Lan đã làm điều gì đó để cho con hồi dương, mà cha mẹ cũng không hiểu được. Cha mẹ ơi, sao con không cử động được vậy? Cái gì? Sao vậy? Con không cử động được. Không cử động được. Sao vậy ông? Dạ thưa ông bà, cô Hoa Lan tới. Cho vô đi. Là sao vậy? A Sinh, chàng đã tỉnh dậy rồi. Ta hỏi nàng còn dám tới đi sao? Lão gia, phu nhân, tiểu nữ xin được phép nói chuyện riêng với huynh ấy. Đa tạ cô. Đa tạ.
Tại sao nàng lại muốn giết ta? Chàng vẫn chưa hết hồ đồ, sao lại đi trách thiếp? Rõ ràng là ta đi tìm nàng, ta đã gặp được nàng, và chính nàng đã hạ độc thủ ta. Chàng đã cãi lời cha thiếp và cả thiếp nữa, khi mà cứ đi vào căn nhà có làn khói ma quái đó. Chủ nhân của căn nhà đó là một con rắn độc tu luyện thành tinh, chuyên hút máu người sống. Nó đã cải trang thành thiếp để dẫn dụ chàng. Trời đất, thì ra là vậy. Nhưng làm sao ta sống trở lại được vậy? Giờ thì thiếp không thể giấu chàng được nữa. Cha mẹ thiếp và cả thiếp vốn cũng không phải là người, mà chỉ là con vật. Hàng trăm năm nay tu tâm dưỡng tánh, luyện công mà thành người. Công phu gần thành, nếu gần gũi và chung đụng với người trần thì sẽ uổng phí. Nên cha của thiếp đã cố tình ngăn cản duyên tình đôi ta. Nhưng năm xưa mẹ thiếp đã được chàng cứu mạng từ những tay thợ săn, nên khi chàng gặp nạn, cha mẹ đã quyết định đền ơn. Thiếp thì đang mang thai, còn mẹ sau khi thoát chết vẫn chưa lành lặn, nên cha đã quyết định hy sinh. Người đã đổi lấy toàn bộ công phu để đổi lấy mạng sống cho chàng đó. Nàng nói sao? Cha nàng đã dùng công phu của mình để đổi lấy mạng sống cho ta à? Nhưng ta chỉ là một tiểu tử, đâu đáng để cho cha nàng làm như vậy chứ. Xưa nay ân đền oán trả, chàng cũng đừng băn khoăn gì điều này. Tuy nhiên nạn của chàng vẫn chưa qua khỏi, mạng sống thì đã cứu được rồi. Nhưng hiện nay chàng đang trong tình trạng bất động tứ chi. Đúng rồi, tại sao tay chân ta không cử động được? Bây giờ ta phải làm sao đây? Ngày mai sau khi mặt trời lên, chàng hãy cho gia nhân đi đến nơi mà đã tìm được xác của chàng, tìm cho được ra cái hang rắn độc. Hãy cho chàng bắt cái con rắn chúa ở trong đó, đập chết nó và lấy máu mà pha uống, thì mới mong mà hóa giải được chất độc trong chàng. Được rồi, ta sẽ nghe theo lời nàng. Cảm ơn Hoa Lan, cảm ơn gia đình nàng nhiều lắm. Còn bây giờ thì phải đi, quay trở về nơi chốn của mình. Hoa Lan, đừng bỏ ta mà. Vĩnh biệt chàng. Hoa Lan à, hãy nhớ những gì thiếp đã nói, hãy sống cho tốt. Hoa Lan, nàng đừng bỏ ta đi mà, ta xin nàng đó. Hoa Lan, đừng bỏ ta đi mà. Hoa Lan, we'll be right back.
Mình cử động được rồi ông à? Tay của mình cử động được rồi. Con tỉnh lại rồi. Con mình tỉnh đâu mà? Con. Mẹ, cha. Hoa Lan nói đúng. Con cảm thấy khỏe hơn 89 phần trong người rồi. Thật là kỳ diệu á, tay chân con mình á đã cử động lại được rồi. Con thoát được kiếp nạn này là cũng nhờ ơn đại đức của gia đình Hoa Lan đó. Thi ân bất cầu báo. Con à, đây là duyên lành. Con phải sống sao á cho xứng đáng với thâm tình của người ta, nghe chưa? Dạ. Công tử An Sinh, hãy nhận lấy con gái của mình. Con gái của ta? Mà lại mẹ của đứa bé đâu? Bà ơi, bà. Hoa Lan, vậy là nàng đã giữ lời hứa giao con lại cho ta. Bất luận nàng bây giờ đang ở đâu, làm gì, trong lớp người hay lớp thú, thì nàng cũng nên biết rằng ta luôn nhớ và yêu thương nàng. Ta sẽ chăm sóc hài nhi của chúng ta để nó lớn lên và kể cho nó nghe về mối lương duyên tuy ngắn ngủi mà thâm tình này. Hãy yên tâm, Hoa Lan nhé. Đừng khóc nữa. Ngoan, có cha đây. Cha sẽ lo cho con mà. Con gái cưng của cha. Ngoan nha.
cứ mỗi lần á mà cha kêu con dẫn tới khu vườn để chơi á là con thấy cha trẻ lại hàng chục tuổi vậy. Phải rồi, nhưng rất tiếc căn nhà trong khu rừng ấy không còn nữa con gái à. Cha lại nhớ mẹ rồi, đã nói mẹ con là tiên nữ không ở được với người trần tục, đúng không cha? Đúng rồi con gái cưng của cha. Nhưng mà cha nghĩ bây giờ mẹ con sẽ rất hạnh phúc dõi theo cha con của mình. Mời công chúa dùng trà. Dạ. Nhũ mẫu, hôm nay nhũ mẫu thấy ta làm sao? Hôm nay công chúa xinh lắm. Hôm nay á là sanh thần của ta, theo thông lệ ta sẽ được xuất cung đi đâu đó. À, công chúa không. Sao nhũ mẫu buồn quá vậy? Bộ nhũ mẫu có chuyện gì hay sao? Ta vui lắm chứ. Ta vui vì ngày hôm nay công chúa đã tròn 18 tuổi. Nhưng cũng chính vì điều này, ta băn khoăn suy nghĩ nhiều lắm. Ta không biết phải nói với công chúa như thế nào đây. Nhũ mẫu là người nuôi ta, săn sóc ta từ bé. Sao hôm nay lại khách sáo quá vậy? Ta nghe nói mẫu hậu của ta lúc sanh thời rất là coi trọng nhũ mẫu đúng không? Tội nghiệp mẫu hậu, đột nhiên lâm trọng bệnh rồi qua đời sớm quá. Có một bí mật mà ta đã giấu kín suốt 18 năm qua, và hôm nay xin công chúa hãy bình tĩnh nghe một câu chuyện liên quan đến cuộc đời của công chúa. Bệ hạ. Thần thiếp kính dâng bệ hạ. Bệ hạ. Hả? Bệ hạ có yêu thần thiếp không? Dĩ nhiên là có rồi. Vậy bệ hạ có nghe lời thần thiếp không? Phải trả lời là có hay là không. Lời của ái phi á là thánh chỉ đối với trẫm đó. Bệ hạ. Thần thiếp muốn được làm chánh cung hoàng hậu. Chuyện này sao có thể như vậy được chứ? Nàng đường đường là một quý phi được ta sủng ái, muốn gì được nấy. Tại sao bây giờ lại muốn làm chánh cung nữa? Hơn nữa hoàng hậu hiện giờ chưa xảy ra lỗi lầm gì hết, làm sao mà ta truất phế cho được chứ? Quý phi. Nhưng mà thần thiếp muốn được làm chánh cung hoàng hậu, bệ hạ là bậc chí tôn, không lẽ phế một ngôi hoàng hậu lại khó với người đến như vậy sao? Không phải. Nàng phải để ta kiếm cớ gì nói chuyện với quần thần chứ. Chứ làm vua xuất ngôn bất nhất, làm sao được lòng dân. Nàng phải cho ta một thời gian để tìm cớ gì đó truất phế hoàng hậu. Sau đó ta sẽ tấn phong cho nàng, được chứ? Bệ hạ. Bệ hạ cần gì phải lo. Lý do thì có sẵn rồi đấy thôi. Tội trạng của hoàng hậu thì đã quá rõ rồi. Bà ta đã hạ sanh ra 5 vị hoàng tử, có nghĩa là ngũ quỷ hiện hình. Bọn chúng
sẽ làm hại đến vận mệnh của dân tộc, triều chính, làm suy vong đất nước. Như vậy là tội nặng rồi còn gì. Quý phi nói ta nghe mơ hồ quá. Dù sao hoàng hậu cũng sinh ra cho ta năm thái tử khôi ngô tuấn tú, làm sao là hiện thân của năm con quỷ được chứ. Bệ hạ hãy uống chung rượu này đi đã, rồi thần thiếp sẽ giải thích cho bệ hạ nghe. Bệ hạ, năm vị hoàng tử đó là quỷ sứ đầu thai thành, chứ khôi ngô tuấn tú cái gì. Bệ hạ không nghe dân gian đồn đại sao? Nhà nào mà hạ sanh ra năm thằng con trai thì đó chính là ngũ quỷ biến thành. Chúng sẽ phá nát cơ đồ của tổ tiên gầy dựng, làm cho đất nước suy vong. Chúng sẽ biến bệ hạ thành tội đồ của lịch sử. Chúng là ngũ quỷ biến thành đó. Rồi đây, chúng sẽ giết chết bệ hạ. Lúc đó còn thần thiếp, thần thiếp sẽ sống ra sao? Hay là cũng bị chúng hại chết? Thật là đáng sợ. Chúng là ngũ quỷ, là ngũ quỷ đó. Nè, quý phi, nàng đừng lo sợ quá như vậy. Hoàng hậu sắp lâm bồn, nếu nàng sanh cho ta một thái tử nữa, chẳng phải là lục phú hay sao? Lúc đó không còn ngũ quỷ gì nữa, có đúng không nàng? Nhưng nếu như hoàng hậu hạ sanh ra công chúa thì lúc đó phải làm sao? Ta sẽ ra tay trừng trị diệt hậu quản chứ sao. Bệ hạ nói thật chứ? Ta nói thật. Nhất ngôn cửu định. Đây là thánh chỉ, bệ hạ hãy đóng ấn vào. Được. Sao, vừa lòng quý phi chưa? Đội ơn bệ hạ, thần thiếp đã bớt lo rồi. Ý trời đã định, chắc chắn hoàng hậu sẽ sanh ra một công chúa. Lúc đó thì ta sẽ tiễn lên đường mẹ con nó cùng với ngũ quỷ xuống âm ti địa phủ. Được rồi, ta đi tìm nha. Ý, hình như ở đằng kia. Các quần nhi của ta còn bé bỏng vô tư quá. Thật là tội nghiệp cho con trẻ. Để chạy nhanh hơn quên luôn nè. Không biết tương lai sắp tới sẽ như thế nào. Ta cảm thấy lạnh ít dữ nhiều. Nhanh lên. Đại huynh sắp đuổi kịp rồi đó. Huynh không bao giờ bắt được đệ đâu. Nhanh lên. Còn hai đệ nữa. Cứ nói nhanh lên hoài. Phụ ta đi. Bẩm hoàng hậu, người là bậc mẫu nghi thiên hạ, các hoàng tử vẫn khỏe mạnh thông minh như vậy, người sao lại lo nghĩ như vậy chứ? Lẽ nào ngươi không nghe thánh chỉ của hoàng thượng ban ra trước ngày ta lâm bồn hay sao? Bẩm hoàng hậu, nô tỳ có nghe, nhưng không nghĩ đó là thánh chỉ, vì điều đó quá khủng khiếp. Dù ta ngàn lần không muốn tin, nhưng đó là sự thật. Hoàng thượng quá sủng ái quý phi mà nỡ coi nhẹ mẹ con ta, nỡ đẩy năm hoàng nhi vào cửa tử. Tội nghiệp con ta, nếu ta có mệnh hệ nào, ai bảo vệ các con của ta đây?
chết cho nô tỳ nói thẳng. Hoàng thượng đã bị quý phi bỏ bù mê thuốc lú mất rồi. Ai đời lại nghe gian thần sàm tấu mà quay lưng lại hãm hại hoàng hậu và các hoàng tử chứ. Thị nữ, lời nói ngươi nên cẩn thận, không bị mất đầu bây giờ. Nô tỳ biết tội, nhưng hoàng hậu đã sắp tới ngày lâm bồn rồi, nô tỳ không an tâm, nô tỳ lo lắng. Không biết đứa con sắp chào đời của ta là hoàng nam hay hoàng nữ. Ta thật bối rối quá. Đại huynh, đại huynh, đấy nè, đấy nè. Đại huynh, đại huynh, sao không tìm đã? Phụ vương, phụ vương, phụ vương, phụ vương, phụ vương ơi. Các con. Phụ vương, hôm nay mẹ dạy cho con làm con thỏ nè. Chào con thỏ. Giống quá. Còn con gì nữa? Dạ. À, con là con rắn. Xấu à. Còn con? Còn con hả? Con là con sói nè. Giống quá. Giống quá trời luôn á. Còn con? Con hả? Con làm con cua nè. Con cua bò nè. Hay quá con cua. Không phải tôi, không phải tôi. Tha cho tôi đi. Tôi không làm gì hết, tha cho tôi đi. Không, không. Không phải tôi, tha cho tôi đi. Không. Năm con quỷ. Đúng là năm con quỷ mà. Bệ hạ, người lại nằm mơ thấy ác mộng sao? Năm con quỷ. Tha cho tôi. Đúng là hiểm họa khôn lường mà. Cũng may là bệ hạ nhờ có ơn cao đức dày, cho nên mới được điềm báo mộng đó. Đa tạ quý phi đã chiếu cố nô tài. Nhớ lời ta dặn đó, chức tổng quản đang chờ ngươi. Bẩm quý phi, thần đã cho truyền mật chỉ của quý phi. Nội nhật trong ngày hôm nay sẽ có các tấu sớ về bệnh dịch thiên tai do nghịch ý trời. Tốt lắm. Dạ, quý phi quá khen. Mời hoàng thượng. Muôn tâu hoàng thượng, các tấu sớ của các quan huyện gửi từ làng phía đông phía tây có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà trông hoàng thượng có vẻ kém sắc vậy ạ? Thiên tai dịch bệnh tràn lan khắp nơi, khiến lê dân bá tánh lầm than đói khổ, phải chuyển dịch bỏ làng bỏ quê, tha phương cầu thực. Làm vua như trẫm thật là xót xa lo lắng. Ngươi lập tức cho truyền lệnh của ta. Dạ. Báo cho quan ngự sử mở kho cứu đói những vùng bị thiên tai dịch bệnh nghe. Hoàng thượng anh minh. Muôn tâu hoàng thượng, nhưng mà thần trọng nghĩ đã diệt cỏ phải diệt cho tận gốc. Theo lời tiên tri của vị pháp sư nói, thiên tai sẽ còn xảy ra rất là nhiều lần, và thậm chí nó sẽ trở thành một đại dịch. Ngay cả long thể của hoàng thượng cũng khó mà bảo toàn đó ạ. Ý của người nói là? Muôn tâu hoàng thượng, lời tiên tri của vị pháp sư đã được loan truyền khắp nhân gian, điều đó còn đáng sợ hơn cả đại dịch. Nếu như hoàng thượng không sớm đưa ra quyết định đại nghĩa diệt thân, thần e rằng lòng dân sẽ quán trách, và từ đó sẽ hình thành tội phản loạn chống lại triều đình.
nghiêm trọng như vậy thật sao? Dạ. Trẫm hy vọng hoàng hậu sẽ xin cho trẫm một thái tử. Như vậy là lời của vị pháp sư sẽ được giải. Điều đó khiến đất nước này tránh khỏi được thảm họa diệt vong. Ta không thể vì tình riêng mà bỏ qua hiểm họa này. Còn lỡ như hoàng hậu hạ sanh một công chúa thì thế nào ạ? Thì cứ theo thánh chỉ của ta mà thi hành. Tuân chỉ. Muôn tàu hoàng hậu, có hoàng thượng giá lâm. Sao hoàng thượng lại vào hậu cung giờ này? Chắc chắn là có điều không ổn rồi. Cho ngươi lui. Dạ. Hoàng thượng giá lâm. Dạ, bái kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nghe đây, chắc nàng đã nghe thánh chỉ của trẫm rồi chứ? Cho nên lần này nàng nhất định phải sanh cho ta một thái tử để phá bỏ lời tiên tri của lão pháp sư. Còn nếu như ngược lại thì ta sẽ vì sự an nguy của bá tánh mà ra tay khử trừ hiểm họa. Muôn tâu, sao bệ hạ lại tin vào lời tiên đoán quan đường mà đi sát hại năm thái tử của mình? Bệ hạ, xin người hãy thu hồi thánh chỉ. Lời của ta đã phán, đừng gian sinh vô ích. Mà đến khi nào hoàng hậu lâm bồn vậy? Dạ bẩm hoàng thượng, còn nửa con trăng nữa hoàng hậu sẽ lâm bồn ạ. Được, vậy cứ để trời tính đi. Bệ hạ, hoàng thượng hồi cung. Ta không thể ngồi đây để nhìn cái con ta bị giết hại. Ta phải làm sao đây? Thị nữ. Dạ, có nô tỳ. Người hãy qua cung hoàng tử, đưa năm hoàng tử vào đây cho ta. Nhớ, đừng cho ai thấy. Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Con. Nè, mẫu hậu may áo cho chúng ta nè. Cái nào của Nhi thần vậy mẫu hậu? Cái áo đỏ này là của con, nhưng mà mẫu hậu may chưa có xong, con đợi mẫu hậu ít hôm nữa nha. Dạ. Mẫu hậu có việc gì mà kêu các huynh đệ con qua đây giờ này? Nhất hoàng tử nghe ta dặn đây, con là đại huynh, phải lo chăm sóc cho các tiểu đệ của mình. Sự thể đã đến nước này, ta không thể giấu các con được nữa. Chuyện này rất nguy hiểm, có liên quan tới tính mạng của năm anh em con. Con nghe cho rõ đây, ngày mai con hãy dẫn các hoàng đệ của mình vào rừng sâu,
đi càng xa càng tốt. Ngài ta lâm bồn, nếu hạ sanh được Hoàng Nam, ta sẽ mật chỉ cho người treo tấm vải màu đỏ trên cấm thành. Con leo lên cao nhìn về mà nếu thấy, thì dẫn các hoàng đệ hồi cung. Bằng ngược lại, nếu thấy tấm vải màu trắng, tức là ta đã hạ sinh một công chúa, thì con và các hoàng đệ hãy đi luôn, đừng quay về nữa. Mẫu hậu, vậy là con phải sao mẫu hậu hả? Con chịu đâu, con chịu đâu, con chịu đâu, con chịu. Các con của ta, mẫu hậu phải bảo vệ tính mạng của các con, không còn cách nào khác. Hoàng thượng đã thay lộc đổi dạ, toan tính khó lường. Các con hãy nhớ, ngày mai vào rừng sâu, và khi nào thấy tấm vải màu đỏ mới được quay về. Dạ, con đã hiểu rồi. Con sẽ chăm sóc cho bốn tiểu đệ của con thật tốt. Cầu trời Phật phù hộ cho các con, cầu tổ tiên phù hộ cho chúng ta được trùng phùng. Mệt quá, mình nghỉ chân chút xíu đi đại huynh. Cũng được, đúng rồi đó, đệ cũng mệt nữa. Các huynh đệ chờ ta chút xíu, tao lên cây coi tình hình như thế nào. Để cầm cho. Cao quá. Cẩn thận nha hoàng huynh, cây trơn lắm đó, nắm chắc nha hoàng huynh. Sao rồi đại huynh, giờ chưa thấy gì hết? Chắc là một hộ chưa lâm bồn đâu. Chúng ta đi tiếp thôi. Mình đi xa quá đó hoàng huynh, có khi nào mình không nhớ đường về không? Hoàng huynh, em mệt lắm rồi, em không đi nữa đâu. Thôi nghỉ ở đây cũng được. Tứ đệ, lấy khoai cho các đệ ăn đi. Dạ. Để uống đi, khoai ngon quá. Đã tạ huynh. Nè đại huynh, huynh ăn thêm đi. Cảm ơn đệ. Huynh ăn thêm chút nữa đi. Bệ hạ hãy uống chum rượu này đi đã, rồi thần thiếp sẽ giải thích cho bệ hạ nghe. Bệ hạ không nghe dân gian đồn đại sao? Nhà nào mà hạ sanh ra 5 thằng con trai thì đó chính là ngũ quỷ biến thành. Chúng sẽ phá nát cơ đồ của tổ tiên gầy dựng, làm cho đất nước suy vong. Chúng sẽ biến bệ hạ thành tội đồ của lịch sử. Cô bà nè. Hay quá con cua. Không, không phải tôi, tha cho tôi đi. Không. Bái kiến hoàng thượng. Lần này nàng nhất định phải sanh cho ta một thái tử, để phá bỏ lời tiên tri của lão pháp sư. Còn nếu như ngược lại, thì ta sẽ vì sự an nguy của bá tánh mà ra tay khử trừ hiểm họa. Thị nữ. Dạ. Con của ta, hoàng tử hay công chúa? Dạ, là công chúa thưa hoàng hậu. Công chúa hả? Trời ơi, trời ơi, các con của ta. Bây giờ
Bây giờ nô tỳ phải làm sao thưa hoàng hậu? Người, người hãy lên cấm thành treo một tấm vải màu trắng thật to cho ta, nhanh lên. Dạ. Chúc mừng hoàng hậu, chúc mừng hoàng hậu, chúc mừng hoàng hậu đã hạ sanh một công chúa nha. Công chúa dễ thương xinh xắn kiểu này chắc hoàng thượng sẽ thương lắm đây. Dạ, thần xin phép cáo từ để tới gặp hoàng thượng mà chúc phúc. Cáo từ. Hoàng Nghiệt. Bệ hạ. Mời người. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Dạ bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã lâm bồn rồi ạ. Có phải là một hoàng nữ không? Dạ bẩm hoàng thượng, là một nàng công chúa. Hiểm họa xảy ra thực sự rồi. Bệ hạ, vậy bây giờ mình phải làm sao? Bây giờ phải làm sao hả bệ hạ? Các hoàng nhi hay là ta giam vào biệt cung vậy? Nhưng mà hoàng thượng, còn lời tiên đoán thì sao ạ? Bệ hạ, uống chùm rượu cho bình tĩnh lại đã. Không được. Nếu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thái giám. Dạ, có hạ thần. Thì ở đó làm gì nữa? Mau theo lệnh truyền của ta, ban rượu độc cho năm con quỷ đó, giết hết cho ta. Còn hoàng hậu thì trút phế, đưa vào lãnh cung. Còn công chúa thì giao cho nhũ mẫu. Nhanh lên. Dạ, hạ thần tuân chỉ. Hạ thần xin phép cáo lui. Bệ hạ, vậy bây giờ còn thần thiếp thì sao? Còn quý phi hả? Quý phi ta sẽ lập tức làm lễ tấn phong cho nàng chứ sao? Bệ hạ thật là anh minh, thần thiếp đội ơn bệ hạ. Sao rồi quên quên? Sao lâu quá vậy? Thấy chưa? Đúng rồi đó, thấy chưa hoàng quên? Thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi, rồi. Ủa, nhưng mà dạy đỡ hay dạy trắng? Để ta xuống rồi nói cho. Sao rồi hoàng quên? Sao rồi? Ta đã nhìn thấy tín hiệu xấu, đó chính là dạy trắng. Mẫu hậu dặn tụi mình, nếu thấy dạy trắng phải chạy càng xa càng tốt, để tránh kẻ xấu. Ta nghĩ ở đây địa thế rất tốt, năm anh em ta hãy ở lại đây dựng nhà, trồng trọt cho săn bắt thú rừng để sống nha. Đệ đã hiểu, các tiểu đệ đã nghe chưa? Đệ biết rồi, đệ sẽ chăm chỉ làm việc. Dạ dạ các tiểu đệ. Đệ biết rồi, đệ sẽ nghe lời các huynh. Đệ sẽ nghe lời các huynh và chăm chỉ làm việc. Từ giờ chúng ta hãy bảo vệ nhau, sau này hồi cung chúng ta sẽ đòi lại công bằng. Đại huynh nói đúng lắm, các tiểu đệ hãy yên tâm nha. Dạ. Không xong rồi, không xong rồi quý phi ơi. Không xong rồi. Chuyện gì? Dạ bẩm quý phi, năm tên tiểu quỷ đó đã bỏ trốn khỏi hoàng cung lúc nào không hay. Tại sao lại như vậy? Ai? Ai đã giúp chúng bỏ trốn? Hả? Dạ, dạ bẩm quý phi, thần không biết. Nhưng thần nghe nói là bọn chúng đã bỏ trốn cách đây cũng được mấy ngày rồi. Có lẽ chúng đi một mình.
Vô dụng. Đi đi. Hạ thần đáng chết. Hạ thần xin phép cáo lui. Đi đi. Chúng nó đâu? Chúng nó đâu? Đâu rồi? Đâu rồi? Đây. Tức chết đi được. Bọn chúng đã lọt vô khu rừng phía Tây rồi. Làm sao? Làm sao đây? Đây không phải là lãnh địa của ta. Làm sao ta có thể truy sát được chúng chứ? Hả? Làm sao? Làm sao bây giờ? Bây giờ ta chỉ còn cách hù dọa chúng từ trên không mà thôi. Giỏi lắm. Đã chui được vô rừng trốn rồi à? Ai vậy ta? Sao ghê quá vậy? Giọng hú hú như kiểu ma quỷ gì đó. Không sai. Ta chẳng phải phàm trần như bọn mày. Có lần ta đã nghe một hậu nói quý phi lại bày quỷ kế để mê hoặc phụ vương và đại chúng ta vào đường chết. Hãy nghe cho rõ đây, khu rừng này đã được trấn yểm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hãy sống suốt đời ở đây đi và đừng mong ngày về. Ta đã có bát tự của 5 anh em bay. Nếu có phép thần thông ra khỏi đây thì cũng sẽ biến thành 5 con quả đen gớm ghiếc thôi. Sẽ biến thành quả. Có đúng như lời mụ ta nói không đại huynh? Chứ bởi giờ đã không thấy lối ra nào trong khu rừng này hết á. Có mụ xấu xí kia, ngươi hãy đi đi. Để sợ quá, bây giờ làm sao đi đại huynh? Không sao đâu nữa. Khu rừng này đúng là có những điều kỳ lạ, nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh đi. Có cơ hội chúng ta sẽ được quay về thôi mà. Có mụ kia, biến đi. Biến đi. Biến đi. Biến đi. Biến đi. Nương nương, hạ thần bái kiến nương nương. Ngươi vào đây làm gì? Dạ, hạ thần tuân lệnh của hoàng thượng, mang 3 món quà xinh xắn tới đây để trao nó cho nương nương. Ở đây có 1 ly rượu độc, 1 con dao sắc và 1 tấm lụa đào để nương nương có thể tùy chọn cái chết cho riêng mình. Hạ thần xin mạn phép để ở đây. Hạ thần xin phép cáo lui. Trời ơi, sao lại ra nông nổi như thế này chứ? Mẫu hậu bị bất tử, còn Nam Hoàng huynh thì bị lưu lạc, bản thân ta thì lại ngu ngốc sống trong nhung lụa giàu sang. Không được, ta phải tìm phụ vương hỏi cho ra lẽ. Dù chân trời góc bể, ta cũng phải tìm bằng được Nam Hoàng huynh của mình. Có một lần ta nghe đương kim hoàng hậu nói riêng với thái giám, 5 vị hoàng tử đang sống trong khu rừng ở phía Tây, và khu rừng đó đã bị trấn yểm, nội bất xuất ngoại bất nhập. Ta không sợ, ta phải đi tìm hoàng huynh. Xin công chúa, xin công chúa đừng kích động. Bấy lâu nay hoàng thượng đã bị hoàng hậu thao túng, có còn tự chủ được điều gì nữa đâu. Mặc kệ ta. Công chúa, công chúa. Ngũ đệ.
Ngũ đệ à. Đại huynh, huynh về rồi hả? Để xem đây, hôm nay huynh săn được 3 con chim. Wow. Nè, huynh uống nước đi. Ủa, vậy còn Nhị huynh đâu? Nhị huynh đây. Wow. Đây nè, chuối với một đống nấm nha. Ủa, sao có 2 người vậy? Còn Tam đâu? Ờ, có đây, có Tam đây. Tứ đệ cũng về rồi đây. Đây, hôm nay tứ đệ đã câu được 2 con cá. Hôm nay sẽ làm rất nhiều món ngon cho các huynh đệ ăn đây. Giỏi quá. Nè, các huynh uống nước đi. Uống nước xong rồi vô nhà ăn cơm. Đệ làm xong cơm nước rồi đó. Đệ giỏi quá. Đừng tránh ra. Kìa, công chúa ơi, hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Ta muốn gặp hoàng thượng. Không, hoàng thượng đang nghỉ ngơi kia mà. Công chúa đừng có làm kinh động đến hoàng thượng. Ta muốn gặp hoàng thượng. Không được mà, không được mà. Đừng làm khó, đừng làm khó hạ thần mà. Đừng mà công chúa. Dạ bẩm hoàng thượng, có công chúa cần gặp. Ngươi lui đi. Công chúa, con tới đây làm gì? Phụ vương, nhi thần có chuyện muốn hỏi phụ vương. Sao sắc mặt của phụ vương tệ quá vậy? Có chuyện gì xảy ra với phụ vương sao? Con đừng có la lớn, gây kinh động, nguy hiểm lắm. Là ai? Ai đã làm cho phụ vương ra nông nổi như thế này? Con mau rời xa nơi này đi. Ta đã bị mụ ta khống chế, ta đã phạm sai lầm. Giang sơn này sắp về tay mụ ta hết rồi. Ta chỉ còn có mình con. Con mau đi đi. Đi đi. Không, nhi thần sẽ đi. Nhưng mà là đi tìm các hoàng huynh bị thất lạc. Hãy tin ở nhi thần, là các nhi thần sẽ trở lại để bảo vệ phụ vương và giữ gìn giang sơn xã tắc. Con nói sao? Các hoàng tử còn sống à? Nhi thần tin là các hoàng huynh vẫn còn khỏe mạnh. Họ không trở về, chắc là vì ai đó đã vu khống và bức hại. Công chúa, con hãy cẩn trọng nghe. Con chờ ta một chút. Con lại đây. Đây là chiếc áo hộ mạng mà tiên đế năm xưa để lại cho ta. Một vật báu có 102 trên thế gian này. Mặc nó vào, con sẽ tránh được tất cả nguy hiểm tới tính mạng con. Con cầm lấy. Sao phụ vương không giữ lại để bảo trọng long thể? Chiếc áo này chỉ kỳ diệu đối với những người mặc nó có tâm hồn trong sáng như con. Còn hoàn toàn vô tác dụng với những người phạm quá nhiều lỗi lầm như ta. Con hãy cầm lấy. Mau đi đi, tránh tay mắt bà ta theo dõi, nguy hiểm lắm. Đi đi con. Đi đi con. Đi đi. Dạ, đa tạ phụ vương. Phụ vương nhớ bảo trọng. Các nhi thần chắc định sẽ quay trở về. Hoàng hậu giá đáo. Chẳng phải công chúa mới từ đây ra sao? Không,
Nó chỉ là đứa trẻ ngây thơ, không có biết gì đâu. Nó không tranh giành giang sơn với ai hết. Làm ơn, đừng có hại nó. Đừng có hại nó mà. Bệ hạ. Hả? Tới giờ uống thuốc rồi. Dạ thưa hoàng thượng, mời hoàng thượng uống thuốc. Thuốc? Thuốc gì vậy? Dạ bẩm hoàng thượng, đây là bài thuốc tiên được ngự y kê cho, được nấu 7 ngày 7 đêm mới ra được cái chén này đó hả. Mời hoàng thượng dùng, hoàng thượng cố gắng mà uống cho hết, để long thể được cường tráng và sớm có được hoàng nam nối dõi thiên triều. Mời hoàng thượng. Hoàng thượng, uống thuốc đi. Đưa đây cho ta. Dạ. Bệ hạ. Bệ hạ Cát Tường. Bệ hạ Cát Tường. Có ai ở nhà không? Làm ơn cho tôi hỏi thăm. Tại sao lại có người ở đây? Nè, cô là người hay yêu tinh? Nói mau, đừng hòng gạt ta. Tôi là Mỹ Lan, tôi đến từ Kinh Thành. Tôi là người thật mà. Tôi đến từ Dương Quốc An Tư. Dương Quốc An Tư? Người thường không thể vào khu rừng này được. Không gặp thú dữ thì cũng lạc lối, chết đói, chết khát. Ta có bảo vật hộ thân của Phụ Dương ban cho. Phụ Dương? Nếu là công chúa canh vàng lá ngọc thì tại sao phải lặn lội tới đây? Tôi đi tìm năm hoàng huynh của mình. Năm hoàng huynh? Tìm năm hoàng huynh? Mời cô ngồi. Cô vừa nói là tìm năm hoàng huynh. Ừ. Tôi là tiểu muội của họ. Từ lúc tôi ra đời, huynh muội không gặp nhau. Mạn phép cho tôi hỏi, năm hoàng huynh của cô nương đây tại sao lại thất lạc? Năm hoàng huynh của tôi bị ám hại, bị ép rời ra khỏi cung. Mẫu thân của tôi thì bị bức tử, còn phụ dương thì bị khống chế. 18 năm qua tôi không hề hay biết chuyện gì. Giờ đây tôi mới hiểu ra sự thật và quyết định đi tìm năm hoàng huynh của mình để tìm lại công bằng. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp như vậy? Cô gái này... Tráng sĩ, tráng sĩ có thấy năm hoàng huynh của tôi ở đâu trong khu rừng này không? Tráng sĩ, tráng sĩ không biết sao? Thôi, tôi đi đây. Khoan, khoan đã. Hồi nãy nàng nói mình là tiểu muội của họ, vậy có gì làm bằng chứng không? Tôi chỉ đem theo năm kỷ vật của hoàng hậu để lại cho năm hoàng huynh của tôi. Mẫu hậu may áo cho chúng ta nè. Cái nào của Như Thần vậy mẫu hậu? Cái áo đỏ này là của con, nhưng mà mẫu hậu may chưa có xong, còn đợi mẫu hậu ít hôm nữa nha. Dạ. Đây chính là đường kim mũi chỉ của mẫu hậu. Khi đó ta còn bé.
Nhưng nhớ rất rõ, cái mẫu đỏ này là của ta. Tiểu muội, muội có khuôn mặt phúc hậu rất giống mẫu hậu. Tránh sĩ nói thật sao? Ai là mẫu hậu? Tiểu muội, ta chính là ngũ huynh của muội đây. Trời, có thật là như vậy không? Còn bốn hoàng huynh kia đâu? Các huynh đấy sẽ về ngay bây giờ. Không xong rồi quý phi ơi, không xong rồi. Chuyện gì? Dạ bẩm quý phi, năm tên tiểu quỷ đó đã bỏ trốn khỏi hoàng cung lúc nào không hay. Vô dụng. Đi đi. Hạ thần xin phép cáo lui. Đi đi. Tức chết đi được. Bọn chúng đã lọt vô khu rừng phía tây rồi. Hãy nghe cho rõ đây, khu rừng này đã được trấn yểm. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hãy sống suốt đời ở đây đi và đừng mong ngày về. Ta đã có bát tự của 5 anh em bay. Nếu có phép thần thông ra khỏi đây thì cũng sẽ biến thành 5 con quả đen gớm ghiếc thôi. Sẽ biến thành quả. Chúng ta gặp được tiểu muội rồi. Mẫu hậu nơi trên suối ắt sẽ mỉm cười. Hôm nay các huynh rất là vui khi được muội tới thăm các huynh. Huynh cảm thấy rất tự hào về muội. Huynh nghĩ mẫu hậu nơi trên suối cũng đang vui mừng với chúng ta đó. Tiểu muội thật là xinh đẹp. Huynh rất là tự hào khi có một tiểu muội vừa xinh đẹp vừa can đảm như muội. Đúng rồi đó. Bây giờ chúng ta phải hồi cung để mà phá giải lời nguyền của một phù thủy ác độc. Muội cũng nghe nói lời nguyền đó. Chính vì nó mà năm huynh mới bị giam hãm ở trong khu rừng này. Nhưng mà các huynh lo gì? Chẳng phải muội đã vào đây được bằng áo choàng của phụ dương ban cho sao? Huynh nghĩ mình không nên sơ suất tới như vậy. Tại vì muội có áo choàng mới có thể bước vào rừng. Còn các huynh đây đã bị lời nguyền của một phù thủy, chỉ cần bước ra khỏi khu rừng này thôi thì năm huynh lập tức biến thành quả đen ngay, không thể sơ suất được. Bệ hạ nói sao? Bệ hạ đã giao cái áo choàng hộ thân cho con tiện tỳ đó rồi à? Bệ hạ muốn con tiện tỳ đó gặp lại đám ngũ quỷ trong rừng sâu rồi quay trở lại đây phá nát cái hoàng cung này hay sao? Đừng có mơ. Ta xin hậu, ta xin hậu. Tự nó là những thái tử, là dòng dõi hoàng tộc, chứ không phải là ngũ quỷ ngũ quái gì hết. Ta xin hậu mà, đừng giết hại tụi nó. Vậy bệ hạ muốn đám ngũ quỷ đó quay trở lại hoàng cung trong lốt quạ, hay là muốn nó sống kiếp người yên vui trong rừng sâu hả? Không, ta xin hậu làm ơn tha mạng tụi nó đi. Ta xin hậu mà, làm ơn tha đi. Là do chúng muốn thôi. Tiểu muội, dịch tay có gì cho muội nè. Huynh giỏi quá. Bình thường mà. Hoàng muội, Hoàng muội ơi. Đại huynh. Huynh về rồi. Hoàng muội, có cần huynh giúp gì không? Dạ không. Đại huynh đi lấy củi về có mệt không? Thấy cho bọn nhãi con. Ủa, gì dạ quay về tính chuyện chống lại ta sao? Yên tâm đi muội, mụ ta chỉ nói giọng xuống thôi, không tới đây được. Ngày đền tội của mụ đã tới rồi, ở đó mà còn đe dọa chúng ta sao? Bọn bay tưởng có cái áo choàng đó hòng thoát thân ra khỏi khu rừng sao? Đừng vọng tưởng.
gì không? Mụ ta biết chúng ta có áo choàng và sẽ thoát ra khỏi đây. Hay quá, vậy là theo lời mụ ta nói, chiếc áo choàng có thể giúp năm anh em ta thoát khỏi đây. Mụ ta có vẻ hoảng sợ rồi. Chúng ta mau tiến về hoàng cung đi các huynh. Đúng rồi đó. Ngày này cũng đã tới, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Quyết định vậy đi. Bước qua khỏi đoạn này là chúng ta đã đi ra khỏi khu rừng. Đúng rồi. Như vậy là anh em mình sắp được về hoàng cung sắp rồi. Sắp được về hoàng cung rồi. Cũng nhờ bảo vệ của phụ dương để bảo vệ chúng ta. Hoàng muội, chúng ta đi. Chúng ta đi thôi. Hoàng huynh. Hoàng huynh. Sao cái hoàng huynh lại biến thành những con quạ như thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Hoàng huynh. Lời nguyền của ta đã linh ứng. Lũ quạ dơ dãy đó chính là các hoàng huynh yêu quý của ngươi đó. Áo choàng bảo bối chỉ giúp người thoát khỏi những hiểm nguy rình rập dây quanh, nhưng không thể nào giúp các anh của ngươi thoát khỏi lời nguyền của ta. Vì ta đã lấy năm bát tự của năm thái tử để ểm bùa trong khu rừng này. Nếu thoát khỏi đây, ắt sẽ biến thành quạ đen vĩnh viễn. Giờ ngươi biết thì cũng đã muộn rồi. Trời ơi, ta đã bị mắc lừa của mụ độc ác này rồi. Trời ơi, Hoàng huynh ơi. Đừng khóc nữa, hỡi công chúa kìa. Ai đó? Ai đang nói đó? Bà chính là thần cây đây. Thần cây, dù người là ma quỷ hay thánh thần, ta cũng không quan tâm. Nhưng xin thần cây hãy cứu giúp năm hoàng huynh của ta. Ta không thể để cho kiếp này năm hoàng huynh của ta biến thành quả được. Thần cây ơi. Ta đã có cách rồi, nhưng công chúa có chịu nhẫn nại và hy sinh không? Ta dù là nữ nhi, ta yếu chân mềm, nhưng ta có thể hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ các huynh. Xin thần cây hãy chỉ bảo. Ta vốn ở đây trấn giữ khu rừng này. Thấy hoàn cảnh huynh muội của công chúa, ta cầm lòng không được. Vậy thì công chúa hãy nghe đây. Trong vòng 6 tháng, công chúa hãy tước những vỏ cây có gai trong rừng này, rồi bệnh lại, đan thành một tấm lưới, mỗi bề 5 sải tay, rồi chụp lên 5 người anh em của mình, thì mới hoàn lại cốt người. Nhưng điều khó nhất là suốt thời gian đan lưới, công chúa không được mở miệng, gai có đâm vô thịt cũng không được kêu la, và ai làm gì cũng không được nói. Có như vậy, tấm lưới mới giữ được phép thuật. Công chúa có làm được hay không? Được, ta làm được. Đội ơn thần cây. Các huynh ơi, chúng ta được cứu rồi. Muội sẽ làm. Các huynh chờ muội nha. Tốt lắm. Loài cây gai này khi đang lại thành một tấm lưới, nó sẽ giúp công chúa chống lại yêu ma tà thuật. Và hãy sử dụng nó khi đối đầu với mụ phù thủy ác độc kia. Đa tạ thần cây. Ta sẽ khắc cốt ghi tâm điều này.
ơi, ráng chờ muội thêm chút nữa. Đã qua năm con trăng rồi, muội sẽ đan xong tấm lưới này cho các huynh mà. Ráng chờ muội thêm chút nữa nha. Dừng kiệu. Thái tử, hình như có cô gái bị xỉu. Hình như là cô ta đi lạc đường. Thật là tội nghiệp cho nàng. Phụ ta khiêng nàng về kiệu đi. Dạ. Khởi kiệu. Nhanh lên. Tại sao từ lúc ta đưa nàng về cung tới giờ nàng không nói một lời? Là nàng không nói được, hay là nàng không muốn nói chuyện với ta? Thôi được rồi, nếu nàng không muốn nói chuyện với ta, ta sẽ không miễn cưỡng nàng. Nàng hãy ở lại đây đi, nơi đây sẽ an toàn hơn chốn rừng sâu. Bẩm thái tử. Có chuyện gì? Có nhà vua và các quan đại thần tới. Mời vào đi. Dạ. Hoàng Di bái kiến phụ hoàng. Ta miễn lễ. Đa tạ phụ hoàng. Hoàng Di, ta nghe nói Hoàng Di vừa cứu được một cô gái và đưa về cung. Ta nghĩ điều này là trái với phép tắc và luật lệ của hoàng gia. Dạ thưa phụ hoàng, Hoàng Di định đến cung điện của phụ hoàng để bẩm báo, nhưng tại vì nàng ta... Dạ thưa phụ hoàng, tại vì không tiện ạ. Vậy có chuyện gì mà khiến cho Hoàng Nhi lại phải bận tâm với một cô gái quê mùa như vậy? Nàng, nàng hãy ra mắt phụ hoàng của ta đi. Vậy là ý gì? Hỗn sực. Thưa phụ hoàng, nàng không có ý gì đâu thưa phụ hoàng. Từ lúc Hoàng Nhi đưa nàng về đây tới giờ, nàng chỉ ngồi lặng yên rồi làm việc riêng của mình. Xin phụ hoàng hãy suy xét lại. Lý do gì mới được thưa thái tử? Nàng ta cứ cầm cùi đan, không ngó ngàng tới ai hết. Thật là khó coi. Dù chưa có chuyện gì bập bờ mới khó nói. Tâu bệ hạ, xin ngài hãy bảo trọng. Nữ nhân kia có thể là hồ ly, dùng sắc đẹp của mình để mê hoặc thái tử. Thưa bệ hạ, nữ nhân kia đang dùng dây gai ma thuật để đan lưới. Có khi nào ả là một mụ phù thủy? Ngoài kia còn cả một bầy quả đen bu quanh. Thật là kỳ lạ, thưa bệ hạ. Thưa phụ hoàng bớt giận, Hoàng Nhi sẽ đưa nàng đến diện kiến phụ hoàng sau. Còn bây giờ, xin phụ hoàng cho Hoàng Nhi thời gian. Được, ta chỉ tin Hoàng Nhi
nhưng cũng không thể xem như là không có chuyện gì xảy ra. Để tránh tổn hại cho Hoàng Nhi, ta truyền giam ả ta vào lãnh cung. Chờ khi nào ả ta mở miệng kể ra nguồn gốc và lai lịch của ả thì ta mới tha. Còn bằng ngược lại thì đích thị ả là hồ ly tinh hoặc là phù thủy thì sẽ hành quyết để tránh hậu quả về sau. Con xin phụ hoàng suy xét lại. Con tin rằng nàng ấy không phải là người nguy hại đến hoàng cung đâu phụ hoàng. Y lĩnh. Phụ hoàng, hoàng nhi sinh mà phụ hoàng. Phụ hoàng, phụ hoàng, phụ hoàng. Đúng là ma quỷ hiện hình, sắp đến giờ hành quyết mà vẫn không hề nào đúng. Quan đã, phụ vương hãy dừng lệnh hành hình. Phụ vương nhìn kìa, có lẽ ông trời cũng không muốn nàng chết đó phụ vương. Im. Quân hành hình. Ta đang xong rồi. Quang Quỳ, Quang Quỳ ơi cứu em! Chúng ta phải cứu Quang Quỳ. Đúng là ma quỷ hiện hình đây rồi. Quân, dạ. Bắt chúng lại cho ta. Bẩm hoàng thượng, con chính là công chúa Mỹ Lan, và đây là năm hoàng huynh của con. Xin cấu đầu ra mắt quốc vương Nam Du và thái tử. Giang ra. Thì ra nàng là công chúa Mỹ Lan. Thảo nào lúc ta gặp nàng ở tận rừng sâu, tuy bề ngoài nhếch nhác đơn sơ, nhưng cốt cách của nàng lại toát lên khí chất của dòng dõi hoàng tộc. Phụ vương, đây chính là công chúa Mỹ Lan đó phụ vương. Công chúa Mỹ Lan. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Dạ muôn tâu hoàng thượng, công chúa Mỹ Lan cùng với năm vị hoàng tử đã trở về. Hả? Các hoàng tử trở về à? Ngăn giúp lại cho ta. Ngũ quỷ, các ngươi về đây định phá nát triều đình này à? Bắt chúng lại. Một phù thủy độc ác, đã đến lúc ta cho mọi người trong thiên hạ biết sự thật. Hãy hiện nguyên hình đi. Thả ta ra, ta biến cho triều đình này thành quả hết đi giờ. Thả ta ra. Đáng đời một phù thủy độc ác. Trời ơi, hoàng hậu của ta đây sao? Thật là ghê tởm. Bây giờ mụ đã hiện nguyên hình rồi. Các vị hoàng tử thật là tài giỏi, đã bắt được mụ ta đó. Bao nhiêu năm nay mụ đã hành hạ các anh em chúng ta như thế nào? Bây giờ mụ hãy trả giá đi. Đúng rồi, trả giá mụ đi. Phải trả giá. Ủa, mụ ta đâu? Mụ ta đâu? Mụ ta đâu rồi? Đúng rồi. Kỳ á,
Mụ ta biến mất rồi. Mụ ta đâu? Biến mất rồi sao? Mụ ta đâu rồi? Ông Tám đó, cho tụi bay. Mày đâu có thấy mặt của ổng đâu, sao mà mày biết được? Thì ông bảo chỉ rồi đó. Mắt ổng có giật giật. Kêu ổng đi, chứ ổng vô nhà sau là mất tiêu á. Tụi bay tới đây làm gì vậy? Dạ anh chào ông. Dạ chào ông. Tụi con qua chơi với bác Tám á. Tới chơi mà lén lút giống như ăn trộm vậy hả? Dạ đâu có. Dạ đâu có. Tụi con đâu có làm gì đâu. Dạ tụi con chỉ xem coi ông Tám có nhà không thôi. Kỳ ghê á. Ông Tám mời tụi mình đến chơi mà ăn vậy đó. Dạ mà ông Tư ơi, có ông Tám nhà không ông Tư? Có Tư, không có Tám. Dạ thôi, dạ thôi. Tụi con chào, chào ông, tụi con về. Chào. Đi. Cái ông Tư này thiệt là ngộ nha. Lúc nào cũng muốn hù chết người ta vậy á. Hiện tại ông bị mất đầu một lần rồi, nên nó phải cảnh giác chứ. Ừ, đúng rồi. Nhưng coi bộ, ông khó hiểu lắm á. Hôm nào mà ông Tám thì hỏi thêm mới được. Nhất trí luôn. Nhưng mà bây giờ mình chơi tiếp đi. Trước sau gì á thì cũng phải trả lại chủ nhân của nó rồi. Xuống này chỗ đi. Út ơi, cha mẹ mang cơm ra cho con nè. Dạ. Cha mẹ mới ra hả? Thiệt vất vả cho cha mẹ quá à. Chà, có gì đâu. Vừa tốt quá hả con? Con gái của mẹ giỏi quá. Con mong bắn được có tiền để phụng dưỡng cha mẹ. Chứ cha mẹ nuôi con lớn lần này rồi mà con vẫn không làm được gì cho cha mẹ vui hết. Nè, con gái nó hiếu thảo, nó nói câu nào ra mắt được câu nấy hả bà? Thôi, cha mẹ vô nhà đi. Con mới nấu xong ấm nước chè xanh để chờ cha mẹ đó. Ủa, sao ông bà đó thấy mình mà không nói gì hết vậy? Tôi cũng thấy lạ. Không lẽ mắt ông bà bị mờ hay là bị cận? Rồi xong, tụi mình bị tàn hình rồi. Ủa, bảo nó vậy nghĩa là sao? Thì tụi mình lần cho chuyện cổ tích bằng cách tàn hình đó. Hèn gì, tụi mình mặc nguyên bộ đồ này không có như trước nữa. Ừ, có lẽ bảo nó cũng đúng. Nên thử một lần để biết. Đi theo ông bà xem sao. Bà đâu thấy mình đâu. Nhưng mà sao tôi thấy kỳ. Hai ông bà nói chuyện với con gái mà nghe thấy tiếng chứ không thấy người.
Không lẽ chị ấy cũng tàn hình giống mình nữa? Kỳ lạ thật. Nhà trống quơ trống mắt à. Nhìn xung quanh nhà cũng không có ai hết á. Ê tụi bay, chú ý kìa. Hai ánh mắt của ông bà đang chú ý xuống cái bàn kìa. Wow. À, nàng Út. Ủa nàng Út dễ thương quá hả? Ờ, nàng Út dễ thương quá. Út à, thấm thoát con cũng đã lớn tới tuổi cập kê rồi. Mẹ không biết con có được tấm chồng hay không. Mẹ lo cho con quá. Sao bà lại nói vậy? Con nó buồn sao? Là tôi sợ á, nay mai chúng ta qua đời hết rồi, con nó biết nương tựa vào ai. Con mình nó giỏi giang như vậy, giữa đồng không mong quạnh như vậy, mà nó gầy dựng được một ruộng dưa tươi tốt như vậy, bà còn lo gì nữa? Mọi việc đều có cơ duyên của nó. Con xin cha mẹ đừng lo nghĩ cho con tự xoay sở được mà. Cha, mẹ, đừng có buồn nữa nha. Ủa sao anh thấy em bo đâu hết vậy? Rồi sao bảo? Đành chờ hết chuyện vậy mới biết được. À, có khi nào em bo hoàng tử không? Trời ơi, hoàng tử khóc nhè á. Nhân của ruộng dưa ơi, giữa chúng hoang sơ đồng trống như vậy, ta vừa khát vừa mệt, ta xin bạn mấy người cho ta xin một quả dưa, sau này khi quay lại đây ta sẽ hậu tạ vàng bạc. Ta nghĩ người sẽ không từ chối đâu. Tâu Điện Hạ, bọn thần đã đắc tội với Điện Hạ vì đã để Điện Hạ lạc nơi quan sơ đồng vắng như thế này. Xin Điện Hạ quay gót, đã có chúng thần hậu tống về. Tất cả là do ta, hai người không có tội gì hết. Mà cũng chính nhờ như vậy, ta mới phát hiện ra được nơi quan sơ đồng trống như vậy lại vẫn còn một ruộng dưa xanh tươi, sai trái. Theo ta nghĩ, chủ nhân của ruộng dưa này chắc chắn phải đảm đang, giỏi giang, xinh đẹp lắm. Xin Điện Hạ quay gót, vì nơi đây là chốn quan sơ đồng vắng, kẻo nơi đây là có chốn yêu ma quỷ quái. Người gì đâu mà kỳ cục, dưa của người ta trồng công khó vậy mà ăn bỏ mứa. Thật.
có đâu. Vậy thôi, giờ mình chia nhau ra tiền bo đi. Thầy dĩ chú ra sân sau tiền đi. Còn Bảo ra sân trước. Mà ông làm gì? Ở đây coi coi, bo có trong chuyện của Tết không? Mấy đứa ơi, mấy đứa, tụi con có ai trong nhà coi không? Ngoại. À, tụi con ở đây rồi, Bo đâu? Dạ thằng Bo nó đi. Cái gì mà ấp úng? Nó đâu? Nó đi với bạn Bảo ở ngoại. Vậy hả? Con dạ. Kiếm Bo, kêu Bo vô đặng bà ngoại cho uống sữa nha. Dạ. Bên bên nó mấy Bo Bình ơi. Tôi tìm ngoại thấy Bình ơi. Gì? Về ăn cho ông ngoại. Bo đâu? Đúng rồi, Bo đâu Bảo. Bo đi với chú với Hoàng Diệt á không? Dạ, đúng rồi. Mình ơi, con thấy Bo. Mình ơi, thấy Bo. Rồi cái gì mà thấy Bo mà. Còn ông nghe nói là thằng Bo nó đi với hai đứa con mà nó đâu rồi? Đúng rồi, Bo đâu rồi? Đúng rồi, Bo đâu rồi. Dạ, nó ở đằng sau kìa ông. Thôi vậy thì con kêu nó vô đi, đặng bà ngoại cho uống sữa. Dạ. Mém nữa rồi bể mánh rồi. Trời, ở đây cũng có, trong chuyện cổ tích cũng có. Giờ sao giờ? Không biết Bo ở đâu nữa. Hay là mình quay lại cái ruộng dưa đi ha. Lỡ con Bo nó nhỏ xíu gì nào, cái xong nó núp dưới lá sao, ai biết được. Bà nghĩ sao vậy? Theo tôi nghĩ á, là Bo chưa được sinh ra, giống như trong chuyện khiếu phụ năm xương á, nhớ không? Đúng rồi đó. Thôi, giờ mình vô chuyện cổ tích, chờ nàng Út xin lấy bé Bo đi. Một, hai, ba, nàng Út! Sau lần ăn hết miếng dưa dở dang của vị hoàng tử để lại, nàng Út thấy trong người mình bỗng dưng khác lạ, bụng mang dạ chữa mà không biết vì sao. Nàng hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh, lớn nhanh như thổi và rất ngoan. Ê, Bo kìa! Bo! Bo! Bo ơi, Bo! Bo! Bo ơi, Bo! Bo giỏi rồi! Bo à, em làm con của cô gái búp bê đó đó, em có biết không? Bo nói phải biết nghe chưa, lần sau mới chơi đi chơi á. Làm con của nàng tiên với hoàng tử, xuống muốn chết, còn đòi gì nữa? Ý chết, có người tới kìa. Mình đi đi. Một, hai, ba. Nơi này 4 năm trước ta đã ghé qua đây. Đúng rồi, một sự tình cờ thật thú vị. Chủ nhân ơi, người có ở đây không? Ta chắc chắn là phải có ai ở đây thì mới duy trì ruộng này xanh tươi quanh năm suốt tháng được. Bẩm bệ hạ, thằng kia có một đứa bé kia kìa. Con ơi, ôi một bé trai đẹp tựa tiên đồng. Con ơi, con là con của ai? Tại sao ở đây một mình vậy? Mẹ con đâu? Bẩm bệ hạ, xa xa đằng kia có mái nhà tranh, chúng ta hãy tới đó hỏi thử xem. Ồ, giống quá, giống bệ hạ quá. Có người ma lẫn quất đâu đây hết. Nghe trong gió có tiếng gì thì xào ghê quá mày. Điện ơi, bẩm điện hạ, xin điện hạ lưu gót điện hạ. Mẹ của đứa bé này không có ở đây. Ta sẽ mang đứa bé này về cung, nhưng đừng nghĩ tự của ta. Các người thấy như thế nào? Bé đứa bé chúng ta. Xin ngài hãy dừng bước và hãy trả con lại cho tôi. Ai đó? Ai vừa mới lên tiếng đó? Tôi là mẹ của đứa bé. Có thật là mẹ của đứa bé không? Nếu như nàng là mẹ của đứa bé
thì hãy ra gặp mặt ta đi. Như vậy thì ta mới tin được. Xin ngài đừng làm khó tôi. Ở nơi chốn quan du này chỉ có hai mẹ con bầu bạn. Tôi xin ngài hãy để con lại cho tôi và hãy đi đi. Nàng hãy ra gặp ta đi. Nàng ở đâu? Ra gặp ta đi. Tôi đây, tôi đứng sau mọi người đây. Mọi người hãy nhìn xuống đất. Trinh Thiên Hạ, ma ma, đừng lại gần. Chẳng lẽ nàng là... Tôi chính là mẹ của đứa bé. Dì cưng ơi này, là của nàng hả? Có đúng vậy không? Vâng, chỉ một mình tôi thôi. Dì còn cha của đứa bé? Tôi không biết. Tức là vô đi. Vậy tại sao đứa bé lại giống tôi như lúc? Nhất định nó là con của tôi. Ông trời đã ban con cho tôi. Hèn gì tôi gặp nó, cảm xúc trong người tôi dâng tràn. Dù thế nào đi nữa thì xin ngài cũng hãy lui gót. Ở nơi chốn quê mùa này không xứng với ngài đâu. Bẩm đi hạ, xin điện hạ về tấu lại với vua cha đi ạ. Các người về trước đi, ta sẽ ở lại đây với mẹ con này. Điện hạ, hoàng thượng đã cầu hôn công chúa A Lao cho ngài rồi. Giao giữa hai nước đó. Thôi bệ hạ, thiếp biết, nhưng chuyến đi di hành này của Hoài Nhi con ta sao mà lâu quá, không biết có chuyện gì xảy ra không? Cấp báo, cấp báo, dạ dạ cấp báo. Trời lại có chuyện gì nữa đây? Trời đất ơi, dạ 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 mừng tâu, dạ bọn thần có tội, xin hoàng thượng thứ tội. Thôi thôi, trời ơi, con cái bổn đó làm hoài, có chuyện gì nói đi. Dạ dạ dạ, một chuyện rất là kinh thiên động địa, hại hùng lắm. Dạ xin bệ hạ, dạ hoàng hậu hãy bình tĩnh. À chuyện gì, hãy nói nhanh lên đi. Dạ dạ, số là như vậy. Dạ bọn thần hộ chiếu hoàng tử. Cái gì, cái gì mà hộ chiếu? Dạ dạ dạ, dạ quên, hộ giá hoàng tử. Dạ đi vào một nơi đồng trống. Ôi một cánh đồng thật là trống kinh khiếp quá. Dạ nó có bông xanh, bông trắng, bông đen, rồi lại bông ơi là bông. Thôi xanh rồi. Dạ, dạ thôi. Ca hát tới sáng chưa hết câu chuyện đó. Dạ có chuyện gì nói mau đi. Dạ dạ, cuối cùng dạ bông, bông nó kết hoa nở trái. Trời ơi nguyên một rẫy dưa. Dạ trái nào trái nấy bự như vậy. Dạ hoàng tử hái dưa. Dạ cái hoàng tử mới xẻ dưa. Dạ cái hoàng tử mới tách dưa. Dạ hoàng tử muốn ăn dưa, ôi nó ngọt. Nhà ngươi làm ta thèm quá. Dạ thôi thôi thôi, có chuyện gì ngươi cứ nói đại ra đi. Dạ bẩm hoàng thượng và hoàng hậu, còn chuyện kinh thiên động địa nữa. Chuyện gì mà kinh thiên? Dạ tự nhiên có một chàng trai, một cậu bé giống y tạc như là hoàng tử luôn, khôi ngô tấn tú, mặt mày thanh tao, giống y như đôi mắt nè, giống cái mũi nè, giống cái mũi cười có duyên nè. Nhưng mà tại sao chàng cứ biết? Dạ dạ em nghe quân sĩ nói lại. Quân sĩ nói gì người đâu có đi theo đâu mà biết. Dạ nhưng mà quân sĩ nói giống y như là đúc. Rồi từ đó hoàng tử mới nhận cậu ấy là con của mình.
Con. Dạ. Cái chuyện của cậu bé chưa có ghê lắm đâu. Cái chuyện mẹ của cậu bé mới thật là rùng rợn hay. Cái gì mà rùng rợn, nhà ngươi kể cho ta nhanh lên. Dạ. 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 Mẹ của cậu bé, trời ơi, đúng là ma quỷ hiện hình cám dỗ hoàng tử. Vậy là chết con ta rồi Hậu ơi. Nhưng mà người đó có mắt không? Dạ có mắt. Có mũi không? Dạ có mũi. Có miệng không? Dạ miệng có luôn. Trời đất ơi, vậy đâu phải là quỷ ma, là người. Đặc biệt luôn, nàng ta chỉ có chút xíu mà thôi. Trời ơi, như vậy là quái nhân rồi. Hậu ơi, quái nhân rồi Hậu ơi. Dạ trời. Thưa bệ hạ, chưa đâu. Nàng ta có thể đứng trên lòng bàn tay, cười nè, nói nè, ca hát nè. Ôi ghê sợ quá. Thật là quan rồi. Dạ. Ta không cấm thái tử tam thê tứ thiếp. Dạ. Mà ta không thể để cho thái tử lấy một hàng yêu tinh ma quỷ quái vậy được. Dạ. Thầy dám? Dạ có dám. Hãy tới đây vừa. Đưa thái tử về cung cho ta. Dạ xin tuân lệnh. Dạ, dạ bẩm hoàng thượng. Bẩm cái gì nữa? Rồi có đưa nàng út đó về không à? Không. Dạ không. Biện. Hoàng thượng ơi, vậy là chết hoàng nhi của ta rồi hoàng thượng ơi. Có thêm chị tới. Cha ta truyền lệnh, các ngươi phải long trọng đón ta trở về. Nhưng điện hạ không được đem yêu tinh đó về. Yêu tinh nào? Xin điện hạ xá tội. Ý của vua cha không chấp nhận một con dâu có ngoại hình kỳ dị như vậy. Vua cha của ta không bao giờ có ý nghĩ hồ đồ như vậy. Đó là những ý nghĩ đơm đặc bi chuyện của bọn ninh thần. Ta sẽ đường đường chính chính dắt vợ con ta về. Bởi vì vợ ta mới đáng mặt hiền thê, đoan trang hiền tục. Các ngươi nghe rõ chưa? Bo, em hoàn thành sứ mạng đi. Rồi chúng ta kết thúc chuyện rồi đi về. Chứ không tàn hình lâu quá không trở lại được như cũ bây giờ. Ừ làm đi Bo. Nhanh lên nhanh. Ừ làm đi Bo nhanh lên. Chàng hãy đưa thiếp và con về diện kiến vua cha nha. Hiền thê ơi, xin điện hạ mau về cung, hoàng thượng sẽ đẹp lòng. Về em, mình chưa về nhà rồi. Hai đứa ơi.